VAR lại bị chỉ trích ở trận Chelsea, Man City. Cựu hậu vệ Jamie Carragher chỉ trích trọng tài chính Anthony Taylor và tổ VAR về quyết định thổi phạt đền trong bàn mở tỷ số của Erling Haaland tại vòng 12 ngoại hạng Anh. Phút 21, khi hai cầu thủ Chelsea đang nằm trong vòng cấm sau tình huống tự va chạm, Bernardo Silva nhanh chóng tạt về cột xa hướng đến Haaland. Trung vệ Thiago Silva bay người đánh đầu phá bóng, còn Haaland ngã xuống khi bị Mark Cucurella kéo áo. Trọng tài Taylor lập tức thổi phạt đền. VAR vào cuộc kiểm tra tình huống này, nhưng không thay đổi quyết định trên sân. Trên chấm 11m, Haaland sút chìm về góc trái, ngược hướng phán đoán của Robert Sanchez, mở tỷ số. Trên Sky Sports, Carragher cho rằng việc trọng tài chính Taylor thổi phạt đền là quyết định nặng tay với Chelsea. Cựu hậu vệ người Anh chỉ trích VAR vì không thấy Haaland kéo áo Cucurella để chiếm vị trí trước khi bị đối thủ phạm lỗi. Quyết định đó không đúng, Carragher bình luận. VAR không để ý phần đầu của tình huống. Haaland vượt lên là nhờ kéo áo Cucurella. Tôi nghĩ việc thổi phạt đền là quá khắc nghiệt với Chelsea. Cuối trận, ông Taylor còn có quyết định tranh cãi khác khi thổi còi mãn cuộc ngay sau khi Cucurella giành lại bóng và cùng Sterling lao lên phản công. Huấn luyện viên Mauricio Pochettino vì thế lao vào sân để tranh cãi với tổ trọng tài, dẫn đến việc phải nhận thẻ vàng vì phản ứng thái quá. Ở buổi họp báo sau đó, Pochettino đã xin lỗi vì hành động bột phát. Việc Taylor được chỉ định bắt trận cầu tâm điểm vòng 12 ngoại hạng Anh đã gây tranh cãi từ trước giờ bóng lăn. Ông mắc sai lầm nghiêm trọng ở trận Wolves, Newcastle vòng 10, khi tưởng tượng ra một quả penalty cho đội khách và bị giáng xuống bắt hạng nhất Anh. Tại đây, khi điều hành trận Preston, Coventry, trọng tài 45 tuổi lại gây tranh cãi khi cho chủ nhà hưởng phạt đền ở pha va chạm rất nhẹ. Nhờ quả penalty đó, Preston thắng 3-2. Cuối mùa trước, Taylor từng có nhiều quyết định tranh cãi trong trận chung kết Europa League giữa Roma và Sevilla. Huấn luyện viên Jose Mourinho vì thế chỉ trích năng lực của trọng tài này ở buổi họp báo sau trận và thậm chí còn sỉ vả ông ở bãi xe. Với kết quả hòa 4-4, Chelsea leo lên thứ 10 với cùng 16 điểm như Brentford nhưng hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Trong khi đó, Man City lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách với nhóm phía sau. Thầy trò Guardiola đang có 28 điểm, chỉ hơn Liverpool lẫn Arsenal 1 điểm. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.